Như VTC14 đã phản ánh thì tình trạng trẻ vị thành niên bị lừa đưa vào các cơ sở kinh doanh có dịch vụ nhạy cảm, làm tiếp viên, ép buộc chiều khách tại vùng ven thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đang rất phức tạp. Vào chiều tối ngày 14 tháng 11 thì sau khi xác minh rõ thông tin, một bé gái sinh năm 2001 bị bán vào cơ sở massage tại thị xã Bình Dĩ An ở tỉnh Bình Dương làm tiếp viên với giá là 5 triệu đồng. Phóng viên VTC14 đã phối hợp với công an phường An Bình để giải cứu em ra khỏi cơ sở massage này. 17 giờ chiều ngày hôm qua, nhận được tin báo, phóng viên VTC14 đã đến cơ sở massage Thanh Lịch ở phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương trực tiếp xâm nhập xác minh sự việc. Cơ sở này được canh phòng kỹ, có bảo vệ ở cửa ngăn cách. Cô gái bị lừa bởi kẻ môi giới ở một trung tâm giới thiệu việc làm tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, bán vào tiệm massage này với giá là 5 triệu đồng. Theo lời kể thì cô bị ép phải mặc những bộ đồ phản cảm, chiều khách theo yêu cầu, việc liên lạc ra bên ngoài rất khó khăn. Do bị bệnh liên quan, trong lúc đi khám, cô đã nhờ bác sĩ liên lạc giải cứu. Công an phường An Bình đã nhanh chóng đến hiện trường xác minh, lập biên bản và đang trong quá trình điều tra làm rõ.